Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Bây giờ là 10 giờ 25 phút. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở trên con đường Duy Tân, con đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay. Thời tiết tại Sài Gòn trong ngày hôm nay rất là nắng, nhiệt độ dao động khoảng 33 độ C. Sáng ngày hôm nay Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình ở trung tâm Sài Gòn đang chuẩn bị rộn ràng đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Hiện nay thì tại con đường Phạm Ngọc Thạch và phía trước ở tại nhà văn hóa thanh niên thì một cái không khí trang trí rộn ràng mùa xuân bằng những cây mai vàng rất đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Những cây mai vàng rực rỡ ở tại con đường Duy Tân năm xưa. Theo hướng này mình đi về bên nhà thờ Đức Bà, về bên bưu điện ở Sài Gòn quý vị. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu cập nhật tình hình trung tâm phố xá Sài Gòn vào những ngày cận kề Tết như thế này. Nhà văn hóa thanh niên thì năm nào cũng vậy cô chú các bạn. Đây là phía trước cổng chính của nhà văn hóa thanh niên của chúng ta. Phải nói mỗi năm Tết đến xuân về thì nhà văn hóa thanh niên của chúng ta thường tổ chức các cái lễ hội Tết Việt Giáp Thìn năm 2024 này. Ở phía trước cổng thì nhìn rất là đẹp luôn ha. Tà áo dài thướt tha. Phải nói một không khí mùa xuân đang rộn ràng tất bật ở tại nhà văn hóa thanh niên của chúng ta. Dọc theo đường này mình đi về bên hồ con rùa quý vị. Phải nói một cái không khí vui và rộn ràng ở trước cửa chính của nhà văn hóa thanh niên chúng ta, con đường Phạm Ngọc Thạch. Những tà áo dài thước tha truyền thống của Việt Nam rất đẹp luôn quý vị. Năm nay thì bên trong cũng đã trang trí xong rồi nhưng mà chưa có cho vào bên trong. Tết Việt Nam tuyệt vời, đem đến cho người Việt Nam của chúng ta những niềm vui, những sự chờ đợi, mong đợi một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Dọc theo con đường Phạm Ngọc Thạch này phải nói mai vàng nở rộ luôn quý vị. Một màu vàng rực rỡ sắc xuân. Phía bên trong thì phải nói là phố Ông Đồ. Hôm nay Tường Vũ Channel mời quý vị và các bạn chúng ta cập nhật toàn cảnh trung tâm Sài Gòn chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 ra sao.
khí rạo rực của Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Đường của nhà văn hóa thanh niên, tức là đường Phạm Hùng Thành cũng như là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, là đường Hồng Thập Tự năm xưa quý vị. Đó, dọc theo tuyến đường này quá rộn ràng. Công tác chuẩn bị vẫn đang tiếp tục, chưa có hoàn thành hết 100%, trên 90% rồi. Ở đây còn một số ông đồ nhà văn hóa thanh niên năm nào cũng vậy, tổ chức sớm để cho bà con vui xuân chụp những bức hình đẹp về mùa Tết. Ở đây ngoài phố đồ ra thì còn bán một số sản phẩm đồ lưu niệm dành cho người dân đi vui chơi mua sắm quý vị. Chơi dân gian tuổi thơ, chắc đến tuổi thơ thì ai cũng biết những trò chơi dân gian của Tết Việt Nam, cũng như là tuổi thơ mà cách đây 3-40 năm trước mới có thôi. Còn thời điểm hiện nay thì những trò chơi dân gian này không còn hiện hữu nữa, cho nên những bạn trẻ bây giờ người ta không biết những trò chơi dân gian ngày xưa mà thời cô chú anh chị và các bạn từng trải qua, rất là thú vị và tuyệt vời. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường Hồng Thập Tự năm xưa phải nói lưu lượng xe cộ dày đặc luôn, đổ về bên khu vực Hàng Xanh. Thời tiết tại Sài Gòn á, những ngày Tết thì buổi sáng rất là nắng. Thời tiết tại Sài Gòn của chúng ta thì những ngày cận kề Tết như thế này, buổi tối thì rất là mát luôn. Khoảng từ sau 20 giờ cho đến rạng sáng thì thời tiết dễ chịu, dưới 30 độ C, tầm 27, 28, 29 độ C. Tuy nhiên thì bắt đầu khoảng 10 giờ sáng cho đến 3-4 giờ chiều thì thời tiết ở Sài Gòn sẽ bắt đầu nắng gắt, cực kỳ nắng luôn. Người ta nói là nắng Tết rất là khó chấp nhận, người ta không có thể nào chịu được cái nắng nóng Tết rất là gắt luôn quý vị. Bắt đầu sang Tết khoảng tháng 3, tháng 4 thì thời tiết còn cực kỳ oi bức hơn. Ở đây là ngã tư của con đường Lê Dũng, là con đường thống nhất năm xưa với lại con đường Hai Bà Trưng. Kính thưa quý vị, mình đang có mặt trên con đường Lê Dũng hướng về Dinh Độc Lập. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, Tường Phủ Channel cũng mời tất cả quý vị và các bạn cùng đi lang thang dọc qua tại trung tâm Sài Gòn để xem được không khí nhộn nhịp đón Tết ở Sài Gòn của chúng ta ra sao. Ngày thứ
hôm nay có thể là tín hiệu âm thanh không được tốt, mong quý vị và các bạn vui lòng thông cảm nhé. Phía trước màn hình của chúng ta là Diamond Plaza. Đi trên con đường Cốc xã Paris để về hướng của nhà thờ Đức Bà, về hướng của Phú Liện Sài Gòn quý vị. Công viên Thống Nhất hướng về bên Dinh Độc Lập. Mừng Đảng Mừng Xuân 2024. Tiếp tục đi trên con đường Đồng Khởi, con đường tự do năm xưa quý vị. Đây là khung cảnh ở con đường Nguyễn Du, đó, trung tâm phố xá Sài Gòn, rộn ràng sắc xuân này, bông hoa tràn ngập phố phường. Con đường tự do này chúng ta sẽ đi thẳng về bên công viên Bến Bạch Đằng, thẳng về sông Sài Gòn. Giảm doanh thu nhiều rồi. Hôm nay chúng ta chủ yếu đi cập nhật về cái không khí mùa xuân thôi. Mùa xuân ở tại trung tâm Sài Gòn. Bà con rời Sài Gòn từ từ để trở về quê đón Tết cùng. Khách sạn Hotel Continental Sài Gòn. Năm nay phố Ấn Độ, nhà văn hóa thanh niên cũng đã dần dần chuẩn bị hoàn thành 100%. Và bà con người dân Sài Gòn cũng đang hối hả để mà đến chụp những bức hình lưu niệm kỷ niệm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Ở đây là ngã tư của con đường Lê Lợi và con đường Đồng Khởi. Đồng Khởi đi thẳng đây là đi về bên công viên Bến Bạch Đằng quý vị. Khách sạn Caravel, khách sạn 5 sao và nhà hát thành phố nè. Trung tâm Sài Gòn. Nay đường hoa Nguyễn Huệ thì dự kiến bắt đầu 20 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2024 mở cửa để mà đón du khách người dân Sài Gòn.
phố đi bộ Nguyễn Huệ đang trong quá trình làm đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nào cũng vậy, do Sài Gòn Tourist đảm nhiệm. Trung tâm Sài Gòn của chúng ta quý vị. Mình sẽ đi thẳng về bên chợ Bến Thành luôn. Đây là ngã tư của phố đi bộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi, quý vị nhìn thẳng đi về bên hướng của đường Tôn Đức Thắng nè. Ngày hôm nay đã rào chắn hết tất cả để công tác làm đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Bùng binh cây liễu, bùng binh bùng khè ngày xưa. Đại lộ Lê Lợi này thì phải nói những cây me xanh này đã bắt đầu mọc những cái lá non rồi. Hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ tỏa được những bóng mát ở trên đại lộ Lê Lợi rộng đẹp và đắt đỏ nhất cái bãi Sài Gòn của chúng ta. Tuy nhiên thì thiếu mảng xanh cho nên rất là khó để cho mọi du khách họ đến để mà vui chơi cũng như đi bộ trên con đường này. Trên đại lộ Lê Lợi của chúng ta cũng còn nhiều mặt bằng bỏ trống hàng loạt. Ở bên phía tay phải này vẫn đang khó khăn để mà tìm kiếm khách hàng đến thuê. Nhìn chung thì cũng còn nhiều mặt bằng bỏ trống ở tại con đường này. Chắc có lẽ là thời gian còn lâu lắm mới tìm được khách hàng đến mà thuê quý vị. Sài Gòn Center Takashimaya. Nay chuyển là đi lang thang tại trung tâm Sài Gòn một vòng để cập nhật cái không khí nhộn nhịp ở tại Sài Gòn gửi đến quý vị và các bạn thôi. Xem thấy được cái không khí chuẩn bị Tết của Sài Gòn chúng ta như thế nào. Có rất nhiều cô chú anh chị kiều bào bên nước ngoài về Sài Gòn cũng cảm thấy có một điều gì đó hơi khác lạ, bởi vì phố xá rồi cơ sở hạ tầng phần nào cũng đã thay đổi hơn so với ngày xưa rất nhiều. Thành của chúng ta này quý vị. Cửa đông của chợ Bến Thành. Con đường Phạm Bội Châu. Chợ Bến Thành thì cũng đang rộn ràng để mà chào đón du khách quốc tế đến để mà tham quan trong dịp cuối năm. Những tà áo dài của Việt Nam được phát lên trên người những thiếu nữ xinh đẹp, chụp những bức hình ở xung quanh chợ Bến Thành, đâu đó cũng tạo nên một cái không khí mùa xuân cũng như là giới thiệu quảng bá chợ Bến Thành của chúng ta đến với du khách quốc tế. Con đường Lê Thánh Tôn đi về bên cửa bắc của chợ Bến Thành. Khách quốc tế càng nhiều thì chợ Bến Thành chúng ta sẽ đông vui hơn và sức mua sẽ nhộn nhịp hơn. Dù khách đến thì đông nhưng mà sức mua năm nay cũng chưa phải là đạt như kỳ vọng. Đó, cửa bắc của chợ Bến Thành quý vị. Năm nay thì xuân 2024. Là con đường Phan Chu Trinh nè. Du khách thì đổ dồn về cửa tây của chợ Bến Thành để mà
tham quan cũng như là đổi đô la, đặc biệt là khách nước ngoài. Khách nước ngoài đổi đô la ở bên chợ Bến Thành rất là đông, đặc biệt là cửa Tây chợ Bến Thành đó quý vị. Đó, khách quá trời đông. Cập nhật tỷ giá đô la. Kính thưa quý vị, như vậy tỷ giá đồng đô la Mỹ cũng như là một số đồng ngoại tệ khác trong ngày hôm nay ngoài thị trường chợ đen, thì hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2024, đồng đô la Mỹ giá mua vào ở ngoài thị trường tự do là 25.045 và bán ra là 25.093 luôn vị. Phải nói đồng đô la đang có chiều hướng tăng lên vượt trên 25 rồi, và chắc chắn trong những ngày tới có thể còn tăng hơn nữa. Đối với đồng đô la Úc thì ngày hôm nay giá mua vào ở ngoài thị trường chợ đen là 16.299, còn giá bán ra là 16.399. Đối với đồng bảng Anh ngày hôm nay ở ngoài thị trường tự do mua vào là 31.421, còn bán ra là 31.621 quý vị. Riêng đối với đồng euro thì ngày hôm nay giá mua vào là 27.005 và bán ra là 27.105. Ngày hôm nay đối với đồng franc Thụy Sĩ thì giá mua vào là 28.515 và bán ra là 28.665. Đối với đồng đô Canada thì ngày hôm nay là ngày 24 tháng 1, giá mua vào ở ngoài thị trường tự do là 18.394 và bán ra là 18.482. Một số đồng ngoại tệ khác như là đồng Singapore, đồng Thái, rồi đồng Yên Nhật cũng đang có cái chiều hướng là nhích một vài đồng mà thôi. Chúng ta quan tâm nhất đó là đồng đô la Mỹ, đồng USD vượt trên 25, đối đồng Úc cũng vậy, rồi đồng euro và đồng bảng Anh quý vị. Tại chúng ta đang có mặt ở phía trước cửa nam của chợ Bến Thành nè quý vị. Đây là cổng chính mà thu hút rất là nhiều người dân Sài Gòn cũng như là du khách đến để mà chụp hình lưu niệm hai cây mai rực rỡ ở phía trước cửa chính của chợ Bến Thành nè chúng ta. Quách Thị Trang. Năm nay chưa biết tại các cái công viên, năm nay hy vọng các tiểu thương kinh doanh về hoa tươi, hoa Tết đem từ dưới quê lên Sài Gòn buôn bán chưa biết sẽ ra sao, nhưng mà dự báo thì năm nay hoa sẽ lên giá hơn so với mọi năm. Năm nay việc trồng hoa khó khăn hơn và đặc biệt kinh tế nó bất ổn, cho nên sợ rằng là người dân người ta không có mua sắm nhiều như hàng năm quý vị. Đây đang bắt đầu một vườn hoa đẹp nè, thấy không? Năm 2024 ở tại trung tâm Sài Gòn, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Chưa biết thì có kịp vận hành toàn tuyến theo đúng kế hoạch hay không, theo đúng tiến độ hay không. Chúng ta cứ mong mọi thứ sẽ diễn biến tốt đẹp, không có một cái điều gì phát sinh làm chậm tiến độ đi. Phố Phạm Ngũ Lão thì về bên phố Tây Bùi Viện này quý vị. Xe taxi đậu hàng loạt ở trên phố Phạm Ngũ Lão này, khách thì có nhưng mà không có nhiều, cho nên năm nay nhu cầu đi lại kém lắm.
rồi taxi truyền thống, rồi taxi công nghệ đó. Công viên 23 tháng 9 thì năm nào cũng sẽ là một cái điểm bán hoa Tết rất là đông vui. Sẽ đi thẳng về phố Phạm Ngũ Lão. Đây quý vị. Phố Đề Thám và phố Phạm Ngũ Lão, phố Tây Bùi Viện là một trong những con phố ăn chơi rất là có tiếng ở tại Sài Gòn. Bên phố Tây Bùi Viện có khách nước ngoài họ ngồi hai bên nhâm nhi một vài ly bia cũng thú vị lắm đó. Con hẻm này chắc phải làm lại chứ không để nó gồ ghề quá, đi nó khó quá, đường nó hơi xấu đó. Làm đẹp lại để đón khách quốc tế họ đi bộ ở đây. Cơ sở hạ tầng của Việt Nam đôi khi nó cũng kém, đường xá, cầu cống cũng hư nhiều, xuống cấp nhiều quá. Quán xá rất là nhiều mà khách không là bao. Này chủ yếu là khách quốc tế là nhiều, Việt kiều, du khách quốc tế. Thay vì về nói vậy, khách nước ngoài thì bằng ngày họ đi vô phố Tây Bùi Viện này thì cũng không có cái gì đâu, chủ yếu là buổi tối thôi, buổi tối ánh đèn lên rồi người ta đi vui chơi thì nó mới nhộn nhịp. Ban ngày thì không khí bình thường. Trong mùa xuân này thì phố Tây Bùi Viện của chúng ta sẽ hoạt động tốt hơn, nhộn nhịp hơn và khách đến đông vui hơn. Nói gì thì nói chứ Sài Gòn của chúng ta mà không có phố Tây Bùi Viện này thì cũng cảm thấy hơi thiếu thiếu một cái điểm vui chơi đẳng cấp ở tại một Sài Gòn. Các cái quán đây là bàn trang trí không khí Tết rồi, hoa mai, hoa đào cũng như là những cái đồ trang trí Tết cho thấy mùa xuân rất là rộn ràng ở tại phố Tây Bùi Viện này. Mai đào khoe sắc, còn nhiều hàng quán trang trí bông hoa Tết rất đẹp luôn. Lồng đèn nè, lồng Happy New Year nè, quá trời luôn quý vị. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.